nay về với kênh của Đức Mario thì vẫn thương hiệu bán xe điện ba bánh Hoàng Thống Moto. Thì hôm nay Đức Mario có mang đến cho mọi người một sản phẩm mới, đó là xe điện ba bánh Pro 2021. Nó sẽ có những cải tiến gì mới so với Pro 2020 và nó sẽ có ưu nhược điện gì, hàng chính hãng và hàng ngoài thị trường nó sẽ có khác nhau những cái gì nhá. Thì ngay đây trước mặt mọi người đó là chiếc xe điện ba bánh Pro 2021. Thì hôm nay Đức sẽ review từ phần đầu xe đến phần đuôi xe nha. Thì phần đầu xe chúng ta sẽ được một trang bị là giỏ này rất dày và vẫn được ký hiệu của nhà máy Super nhá. Đấy, từ chắn bùn trước chắn bùn sau sẽ được ký hiệu hết của nhà máy Super. Và cái chiếc xe này thì Đức gọi là Pro 2021 vì sao? Vì nó giống như Pro 2020 nhưng nó đã được cải tiến nhất định. Về cái cụm đèn này anh em có thể thấy đây, đó là một cái cụm đèn tròn có bọc màu đen rất là đẹp và đèn định vị ban ngày ở đây đó. Và đây vẫn là hãng AMG và vẫn một cái đèn này rất là sáng luôn, đèn này là đèn dạng hình thoi rồi đó. Về phần mặt xe thì chúng ta được trang bị mặt đời mới to tròn hơn đây, nó sẽ không nhỏ như những chiếc Super nữa, anh em có thể thấy nó đã được to tròn sang hai bên, được gắn một logo của nhà máy Super hình ông mặt hề cười đeo kính, anh em có thể thấy đây. Ở đây thì người ta gọi là khu lao thao đấy, nếu tên tiếng Anh. Về phần chiếc càng xe đi, càng xe của chúng ta sẽ được trang bị cắt CNC và vẫn được hành trình dài này, anh em có thể thấy. Và ở đây của chúng ta sẽ được trang bị đó là đánh dấu của nhà máy Super đây đó. Và ở đây có một cái phản quang để đi ban tối để chúng ta có thể an toàn hơn này. Về phần bánh đằng trước thì chúng ta vẫn được sử dụng chắn bùn bằng sắt đời mới, đã được sơn chống rỉ. Đây em có thể thấy, đã được sơn đen sần chống rỉ và vẫn có logo này, chữ Trung Quốc của nhà máy Super đây. Đây, về phần bánh đi. Về phần bánh chúng ta vẫn được sử dụng bánh hệ 300-8 là bánh đặc không xăm nhá, nhưng vẫn sẽ sử dụng hơi. Đấy, anh em thấy bánh xe xịn như thế này không? Đấy, nó sẽ được rất nhiều cái vân này để đi nó bám đường hơn đó. Rồi về vành đi. Vành chúng ta vẫn được sử dụng vành 6 chấu cắt CNC rất là đẹp đây. Đấy, anh em có thể thấy. Đó. Đó. Thì cái lốp này thì vẫn được sử dụng lốp háng luôn. Đây. Lốp háng luôn chứ không phải là lốp trôi nổi luôn. Vẫn được sử dụng trenching chip về. Đấy. Về phần khung xe thì Đức đánh giá tổng quan là khung là rất là dày rồi, cải tiến hơn so với đời mới đây, anh em có thể thấy đây. Đó. Đó. Và về những cái mối hàn của nhà máy Super thì anh em không bao giờ phải suy nghĩ ở đây này. Đấy. Thì cái chiếc này đã được cải tiến hai cái đèn xi nhan từ dưới lên trên sang hai bên. Nếu mà anh em thấy thế này nó không đẹp thì có thể chuyển xuống dưới, nhà Đức vẫn có thể chuyển được nha. Về những cái về phần tay lái và về cụm công tắc, về mặt đồng hồ đây thì anh quay phim có thể quay chi tiết vào đây cho chúng ta xem. Thì cái cụm tay phanh này của chúng ta nó sẽ vẫn có cái ký hiệu của ba dòng chữ của nhà máy Super này. Đây. Đó, anh em có thể thấy không? Ôi xe xịn, nó ký hiệu khắp mọi nơi anh em ơi. Đấy. Và về công tắc này thì ở bên tay phải của chúng ta sẽ có 1, 2, 3 nhanh chậm này. 1, 2, 3 ở đây là nhanh chậm này. Đây gạt lên gạt xuống là lùi tiến này. Đó, đây là tiến lùi nha. Còn về bên này thì chúng ta vẫn được sử dụng đèn xi nhan, đèn pha này, xi nhan này, còi này. Về cái chìa khóa của nhà máy Super xịn này thì nó vẫn được trang bị 3 chữ nhá. Giống như mặt đồng hồ, đây trong mặt đồng hồ của chúng ta sẽ có báo phần trăm pin và trang bị cái logo 3 chữ, kể cả từ bộ chống trộm luôn đi này. Đó. Rồi. Thì bây giờ đến cái phần chân phanh. Chân phanh vẫn có logo, anh em có thể thấy. Đó. Về ở đây thì chúng ta sẽ bị cắt bớt cái hộp đồ ở đây đi rồi, nhưng vẫn được cái khoang chân rất là rộng đây. Cắt bớt một cái hộp đồ đi rồi. Đó. Anh em có thể thấy không? Về phần ở đây thì chúng ta xe này thì vẫn được trang bị là 3 hàng ghế ngồi nhá. Thì ghế trẻ con vẫn là ghế size to, anh em có thể thấy vẫn là ghế size to. Chúng ta cái này thì gập ở một bên. Đó. Và về cái ghế này thì chúng ta đây này, những cái xe xịn nó sẽ được trang
bị là cái da này nó sẽ khâu theo xe này. Đó, thấy không? Kể cả phần ở ghế trên này. Đó. Rồi, thì ghế này thì chúng ta vẫn quay lại và đun được lại thành một ghế, đun lại thành một ghế được. Và đây chúng ta sẽ được chữ Beauty Classic. Đây. Nhựa này trang bị sắt ở đây nhá, nó không bị trống một khoảng ở đây. Đấy. Về cái chắn bụi đằng sau thì cái quan tâm nhất, cái chắn bụi đằng sau này chúng ta đã được trang bị một cái chắn bụi bằng sắt và vẫn có logo của hãng đây, logo ba chữ đây ở chính giữa này luôn, anh em có thể thấy đó. Và về cái vấn đề đèn xi nhan thì thay vì đèn xi nhan được đặt hai bên ở đằng sau thì nhà máy Super của chúng ta đã đặt hai bên lên trên cái chắn bụi này để người ta không va vào mình. Ở đây đã được trang bị một cái cản sắt để bảo vệ cái động cơ khi vào trong, khi bị ai đâm vào. Đấy, trang bị hoàn toàn một cái cản sắt. Đó, anh em có thể thấy. Về phần thân xe này, về phần thân xe chúng ta sẽ có vẫn giữ nguyên dòng chữ New City Power, nghĩa là sức mạnh của thành phố mới. Đây, anh quay phim có thể quay vào. Đây là đã được trang bị phần form nhựa đời mới rất sắc nét rồi nha. Đó. Và ở đây này, ở đây thì chúng ta được trang bị cái chỗ để tay khi chúng ta ngồi lên. Đấy. Và về phần mặt lưng đằng sau đây vẫn có logo của hãng này. Đó, anh em có thể thấy không ạ? Đây vẫn có logo của hãng nha. Logo hình ông mặt cười khi chiếc xe Pro đời mới 2021 ra thì Đức cũng cập nhật rất là nhanh. Và cái đời mới này thì nó đã được cải tiến, vẫn là một lớp nhựa thôi. Nó thay vì một lớp sắt nó sẽ bổ sung một lớp nhựa. Và về bánh đằng sau được sử dụng bánh 300-8 giống như lốp trước, nhưng mà đã được trang bị vành cắt CNC đời mới, anh em có thể thấy. Và đằng sau này, đằng sau bánh này của chúng ta vẫn được cái logo ông mặt cười này. Đeo kính, anh em thấy sắc nét không? Hàng xịn nó phải như thế này. Và nhìn những cái vân lốp nhá. Đấy, anh em thấy không? Vân lốp đời mới là nó sẽ ăn đường hơn. Đó. Thì cái chỗ này thì cái xe này anh em có thắc mắc là để làm sao trượt được từ ba ghế thành một ghế không? Thì ngay đây Đức sẽ cho anh em xem. Đây. Đó. Thì chúng ta lại thành một ghế thôi. Ở phần ui, anh em ơi, xe xịn nó nhiều logo lắm. Đây này. Ở đây ở đằng sau cái tựa lưng này chúng ta lại có một logo hình ông mặt cười. Đấy. Hai cái bên này là hai bên cao su đời mới rồi. Điều quan trọng nhất nhá. Điều quan trọng nhất của chiếc Pro là anh em nhận ra gì không? Đấy. Thì sau khi chúng ta đã phản ánh về nhà máy Super là những cái hộp nhựa để đằng sau nó sẽ rất là dễ vỡ. Đúng không ạ? Đây này. Rất là dễ vỡ thì thay vì bây giờ thì nhà Đức Mano đã yêu cầu nhà máy trang bị cái hộp nhựa đấy bằng cái hộp sắt. Bằng một cái giỏ sắt để chúng ta đựng đồ không bao giờ bị vỡ, không bao giờ phải đổi. Ôi, đến cái giỏ nó cũng có logo anh em ơi. Đấy, anh em thấy không? Đến cái giỏ vẫn có dòng chữ này. Đấy. Đó. Đó. Thì đi theo chiếc xe này của chúng ta sẽ được trang bị là một cái bộ gương và một bộ sạc và một bộ chống trộm. Đó. Về phần đằng sau này thì chúng ta được trang bị một cái cản sắt như thế rồi. Hai cái đèn xi nhan hai bên này. Đức sẽ xin ra cho anh em xem nhé. Đó. Và bây giờ nhá, cái đèn này của chúng ta anh em biết là gì không? Nó có cái đèn soi biển. Thì ai mua cái chiếc xe này Đức sẽ tặng một cái biển, đó là Đức Mado hoặc là Hoàng Thống Mô Tô gắn ở dưới này. Tối đi nó sẽ hất xuống rất là đẹp. Và đằng sau được trang bị một cái đèn phản quang. Đấy, hai cái đèn xi nhan hai bên em thấy thích không? Đó. Thì theo như công bố của nhà sản xuất thì về chiếc xe này đời mới này nó sẽ chạy là 4 bình 30A, 48V 30A. Và cái công suất của chiếc xe này nó sẽ đạt đến từ 60 cho đến 85km cho một lần sạc. Đấy. Giá của chiếc xe thì vẫn không thay đổi, được những cải tiến đời mới và vẫn không thay đổi, đó là 17.500.000. Thì bây giờ ví dụ nhá, Đức cao 1m85, Đức sẽ ngồi thử lên xe này. Lại cái chỗ để chân này của chúng ta vào vẫn rất thoải mái đây. Đó, anh em có thể thấy. Ui, để chân vẫn rất thoải mái, nó không bao giờ bị cái này vào với nhau. Đấy. Đức sẽ test thử mọi người xem cầu V-Side nó hoạt động như thế nào nhá.
bảo Đức là không lên test những cái cầu visa như thế. Thì Đức cũng phải test cho những cái người nào chưa biết về hệ thống cầu visa. Cái cầu visa xịn là nó sẽ không bao giờ bị lật như thế. Rồi, thì vận tốc của chiếc xe này thì chúng ta sẽ đạt được từ 25 cho đến 30 km/h. Đó. Thì mọi người muốn mua chiếc xe này có thể truy cập vào website hoangthongmoto.com hoặc là liên hệ với Đức Mario qua số 038 679 1998 nha. Giờ thì cũng phải xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau. Hãy nhớ vào xe nhà mình luôn luôn có sẵn để ship cho mọi người ở tất cả mọi nơi nha.